làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người hỡi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh giờ lễ kính chư Phật nhì giờ sinh tăng Như Lai tam giờ mãn tu cung vừa tận chúng sinh thập giờ bổ giai hồi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư Lăng Như Đà Phật Đã Lợi Kính. Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Vu Lan Yên Giới Đại Hiếu Một Kiền Vương Bồ Tát Ma Tát Tạng Chính. Thọ Lai Tại Nhật Quy Trần Tán Tát Hổ Chương Sa Giới. Sa Môn Nhiệt Tướng Kim Lô Đón Thân Cúng Dường Thập Phương Thượng Trụ Sa Ngái Vạn Linh Tóc Đường Chân Bồ Đồng Cung Ngưỡng Kim Ma Tận số đương thập ngoạc thập tứ nhật diêm hữu Việt Nam gốc An cư lạc nghiệp tại quận 8 phường 3 số nhà 118 trên 33 đại lộ Hậu Dương Vân. Phụng Phật Thỉnh Tam Thiết Phốn Phong Kinh Lễ Kỳ Siêu Trung Thất Nghiệp Trai Kim Ma Tiền Thê Viễn Thị Thu Tâm Hiếu Nam Long Hoàng Tấn Nội Xuân Công Thư Nguyễn Vinh Hiệp Tòng Gia Dư Môn Hiếu Yến Đẳng Anh Trần Tự Sinh Báo Đáp Thụ Ân Báo Hiếu Phục Dị Dũng Vinh Quán Giảng Cụ Ông Linh Tánh Lâm Hoàng Tân Nguyên Mạnh Sánh Ơi Thanh Tý Nghiên Nhiên Hưởng Lục Thập Dị Tế Tử ngày 25 tháng 8 năm Tân Sửu lúc 0 giờ 50 phút. Thì niệm kỳ siêu ông Nguyễn Tấn Thế sinh năm 1925 hưởng thọ 75 tuổi, mất ngày 13 tháng 9 năm 2001. Cụ Nguyễn Tấn Thái sinh năm Tân Sửu, mất ngày 14 tháng 7 dương 4 tuổi. Cụ bà Trần Thị Hai sinh năm Tân Mùi, từ trần ngày 16 tháng 6 năm Tân Sửu hưởng thượng thọ 91 tuổi. Ông Linh Vũ Thị Thu Hồng sinh năm Đinh Dậu, từ trần ngày 17 tháng 6 năm Tân Sửu hưởng thọ 65 tuổi. Ông Linh Lũ Bà Lâm Thị Mỹ sinh năm Tân Thịnh, từ trần ngày 9 tháng 3 năm Mậu Tuất hưởng thượng thọ 79 tuổi. Nguyện chư vị ông Linh Nguyên Chí Phật Tiền Tính Pháp Nga Kinh cầu sanh tịnh. Ông Siêu Dương Thạnh Hai Diễn Hà Thanh Pháp Giới Chúng Sanh Đồng Thành Phật Đà Nam Mô Pháp. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Tôn Hảo Quang Minh Vĩ Tự Nghiêm Chúc Đắng Chí Tâm Nguyên Mạng Lên Sư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thượng Trụ Tam Ma Ba Chí Tâm Thanh Lễ. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đường Tử Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Long Hoa Giáo Chủ Đường Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Bi Tiếp Dẫn Dung Hồn A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chi Bồ Tát. Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sử Tốt Tù chúng ta đừng chú thiên gian công thủ
viên ngọ vững tay tăng đường nhập hai cung sở nhân cùng đối phận tiền hào tướng văn công phổ thị chúng phạm sở trái tầng sử kiến tam chủ quyền thị thủ tâm lâm hoàng tấn lâm tấn thư quyền dân lượng hiệp toàn gia dương ông yêu yên đẳng chi nhật vận ưa tâm thần khẩu quá công nhà đại dân thế tôn thống niệm phục chỉ giống chính đồ hiển linh tinh lâm hoàng tân nhất vị thần lâm hoàng tâm nhất vị thần hồn nguyện sanh sanh ký niệm niên hưởng lục tập nhị tế giản hơn tông số niệm bát quát nhị thần hữu nhật các thời mạnh chung ngôn hạ chúng tôi giả kiếm nghiệp nghịch nghiệp lắm chung tất đây phong tồn đại thừa bổ nhiệm quyền nhân thị sanh tịnh độ kiếm tất đạo tràng hiển cúng khai kinh sớ nhân hòa ái tấu giang vọng tâm thừa thượng thích tu phổ dạng linh đài điểm quay lên nhất thiết tiền thần đồng thì chứng giám phục số tây thương tâm sổ niên thập và thập tứ nhập tài phụng gì tan chỗ rằng phổ vai thường nhiều người mà đặng tôn đẹp như thế kỳ ấy đừng sợ thứ quân cũng
cùng đủ quả ngắn như lai bào trước giá rồi mới kiến thành bậc đà bài ở trước đức bậc sơ tư quân tại ngô đón vang anh như lai đời vừa bước sau về mỗi người đều tình này khi đi đến lớn năm ngồi như thiên thượng thế hồ lấy bà mẹ của người mê tín tà đạo thường thân khi coi tam bào họ lấy mặc dầu hai nữ đem nhiều lời không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi tán sinh vào chốn nào chân nữ con tay có tiếng bào thánh nữ đang ta là đốt tôi mới tới coi lớn cùng chân nữ con gà cô sư tử quân số cô mong thấy cho rồi vô tán sinh bố mẹ con nãy tân tâm của con sắp chân vẫn tự giác qua đường ấy vẫn có đông đám hàng ấy là tình tiền thương nhưng ở cái tay núi đài thiết vi nó nói rằng tôi nghe trong nuôi thiết vì con có những tôi ở trong cõi đông như bồ đề như dưới ta cha mẹ đã lo phải đo và ô nhâm nếu nhớ tới bên cùng đi tại bồ tát thế nào là ô nhâm nghe ngồi tam bồ tát ta lại những thời tôi như đô sư bồ sơn nguyện đi giờ cho cùng ngôi quay ác quyền anh nằm bên nhau muốn vô cùng mà trôi sang như nhóm nhóm ngón tay cứng như đồng mắt bồ đông chân này có đó lôi kéo người tôi nước đông đồ mà miền dễ sang trong đồ anh lấy năm người tôi một ngày một đêm bồ đông chân bồ đông sống là do như tôi nghe mà thân này như thế giới quá chúng con mà chỉ dạy cho đức Phật và vua Diêm La rằng
cho phép lắm hồi ta sẽ di ấm mà về rõ chân chân chưa đưa về được lành đại đơn ngày hôm mai mấy cuối xin đưa thầy tông về cho rõ việc tội cho chúng con Phật hiện sở nhân được Phật bao vô nhiễm lai đang chúng thân trong cõi nam diêm bồ đề cũng tình cũng coi vợ dài kho giữa hai tia tan đại bồ tát đây trong trăm ngàn kiếp đã từng cũng tham xe này lại ta bắt ca thế quan ca thế cứu về đi hồng hoàng cư qua đưa Phật ra đời yêu là sư tử ấm như đó như con người nào người nữ nào nghe đơn danh yêu coi đơn Phật đấy và bảo tâm quy y chung trong vòng miệng người này sẽ rằng gặp vô lượng tâm đức Phật xóa đặt đầu chỉ cho lời về nào qua gỡ có đức hiệu là bao lâu có đủ tội lùng thẩm bi hiệu là vô lâu vô số hằng hà xa kia về là qua gỡ ở đức Phật là đời hiệu là bao như đó như có người nam người nữ nào nghe đơn danh yêu coi đơn Phật đấy liền khỏi đọa vào ác đạo đó ở đây cũng đã ứng sự vui đủ đức thân thân tam mô đề đại quả cũng có đức đức yêu từ lúc sanh vô môn thế ki đắng mà lúc kinh danh vô môn đức ki lành ngũ quẩn luôn có lôi con luôn nhiều hơn một tuần hai quý mà lúc nhiên như bất tử cúng cùng đại kinh chú thọ đề địa tạng bổ nguyện kính công đức nguyện thượng nhĩ hoàng nguyện trung dương mãn tôi hiệp hùng gì chữ gì hữu tinh tinh phật ngã tinh tóc thoát mang đồ siêu sanh tịnh âm siêu dương tịnh này ngà thanh thoát giới chúng sinh đồng thần bậc đạo nam mô a di đà phật đời nhân sự ấy tại làm sao thế cuối sinh đức thế tôi chúng ta đó phải đó vào ăn đau dâu ra chân một ngày một đêm muốn chỉ là để cho chúng nó phải đó là qua đi một cô nhân hùng hoàng hùng a đây má chúng cô cho ông trong đời ta cứ có hàng trời ngồi cùng thiện nam thiện nữ nào đồng chung mới căn lành nữa trong Phật có chừng bằng sổ lông mái cặp một căn giống hồi ông lên dung cao lên múa ông ủng hộ người nào chỉ đó quan án đà mờ lớn tánh gương ông nhường chúng tánh đó nếu có tài niệm danh hiệu của đức và ngày danh hiệu của một vị bồ tát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đức Nam Ca đức Mẫu Chi Lương thân Phật A Di Đà Phật tứ thọ ký tiếp dẫn chư vị hương linh à tấm lâm hoàng tâm sinh năm canh tí từ trần ngày 25 tháng 8 năm Tân Sửu hưởng thọ 62 tuổi. Tri niệm kỳ siêu cũ ông Nguyễn Tấn Thế sinh năm 1925 từ trần ngày 13 tháng 9 năm 2011 hưởng thọ 75 tuổi. Ông Nguyễn Tấn Thế sinh năm Tân Sửu mất ngày 14 tháng 7 hưởng dương cung tuổi. Bà Trần Thị Hai sinh năm Tân Mùi tự trần ngày 16 tháng 6 năm Tân Sửu hưởng thượng thọ 91 tuổi. Hương Linh Vũ Thị Thu Hồng sinh năm Đinh Dậu tự trần ngày 17 tháng 6 năm Tân Sửu hưởng thọ 65 tuổi. Cụ bà Lâm Thị An Ý sinh năm Canh Thìn tự trần ngày 19 tháng 3 năm 1 tức hưởng thọ 79 tuổi. Nguyện chư diện linh thừa tự tam bảo chiên dự lục tính pháp kinh tóc thốt mai đồ siêu sinh tình độ tứ nguyện vì an gia đình tản môn ngữ quyến đẳng thân su hương tối vạn thử tình an tứ thần nữ thiên tứ y tan bát tiếp thụ trùng quan chư sinh tổ nguyện toàn dân hướng lợi sanh tử quân an thế sức thế gian dân cộng thần phật đà nguyện mang dân nữ thân thế niên hưởng thọ trần thế
Yeah.
Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 14 tháng 10 năm Tân Sửu là ngày cúng tuần chung thất định nghiệp cho hương linh Lâm Hoàng Tâm. Sinh năm Canh Tý, hưởng thọ Trần Thế 62 tuổi, họ mạng Lâm Chung vào ngày 25 tháng 8 năm Tân Sửu. Được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Từ Nguyên, toàn thể gia đình Tăng Quyến thành tâm cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Quang Lâm về tại Tư Gia để thiết lập đàn tràng khai kinh, trì kinh địa tạng cũng như thiết lập trai đàn kỳ siêu ngọ cúng và thiết lập trai tăng cúng dường ngõ hầu nương nhờ công đức cúng dường hôm nay để hồi hướng cho hương linh được mau sớm tiêu trừ nghiệp chướng vãng sanh tịnh độ cũng như cầu nguyện cho chủ quyền thất tổ lịch đại nội ngoại tâm thân trượng thừa công đức cúng dường hôm nay và vãng sanh lạc quốc và hiện tiền gia quyến được phúc thọ tăng long. Giờ đây đó trong đây đường chư tôn thiền đất đang định trong chánh niệm là chúng con xin phép được giới thiệu một người con đại diện cho toàn thể gia đình tăng quyến có đôi lời dâng lên đắc pháp cúng dường ngưỡng mong chư tôn thiền đất từ bi chứng minh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Tát Đại chứng minh.
danh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức, đức tăng. Hôm nay gia quyến chúng con có duyên sự đầu hành để lễ xin tất bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hiền đức chứng minh, trước khung cảnh đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, trong ánh hào quang chiếu giám của mười phương chư Phật, hiện tiền chư tôn đức tăng với lòng thành kính chí thiết. Chúng con cúi xin chư tôn đức cho chúng con ít phút để ôn lại kỷ niệm của đấng sinh thành trong hoài niệm nhớ nhung. Kính bạch chư tôn hiền đức, chúng con có nghe ơn dưỡng dục nuôi con từ nhỏ bé, đức sinh thành cao tột tợ như non, sống cuộc đời vất vả chỉ vì con, nuôi đắng cay tạo cho con dòng sữa ngọt. Nhưng chúng con chưa hiểu và suy nghĩ làm phiền lòng cha mẹ. Tháng ngày qua, chúng con xin được chắp tay thầm tưởng tất cả về cho cha và hưởng chọn phần mãn nguyện. Bởi vì cha đã tẩm đường máu thịt cho con không lớn, cha gồng lưng dưới nắng cháy mưa xa để cho chúng con đủ sự sống. Cha đầu giường khi con bệnh, cha nhường ăn thiếu hụt cho con no dạ. Lương tâm cha già cô mang bằng vật có những đêm dài thao thức, suy tư tính toán sự sống, ăn mặc học hành cho đàn con dạy ở ngày mai. Tim cha xe buốt thấm thiết niềm đau thất bại trong sự nghèo túng khi gia cảnh thê lương. Chúng con nào thấu hiểu sự hy sinh của cha cho chúng con trong thầm lặng, ít khi thấy cha biểu hiện ra ngoài. Có ai biết được trong ánh mắt nghiêm khắc kia, trong tiếng la hét trách mắng kia và trong cánh tay lăm le cầm roi thước kia đã chứa đựng một tấm lòng bao la thương con vô bờ bến. Kết quả hôm nay chúng con thành danh chi mỹ, vậy mà chưa một lần nào chúng con để tâm đến những nếp nhăn cằn cỗi dần xuất hiện trên trán cha già, những sợi tóc hoa râm cứ tô điểm tóc cha thêm màu trắng đục. Tình thương của cha khắp nơi bao trùm hình dáng con đang vui cười ngạo nghễ trên ngôi vị danh lợi, đang buộc tóc dưới thất bại đau thương. Khi chợt tỉnh ra, hắn trở về trong hương kính mãi của cha già kính quý. Thì than ôi còn gì nữa đâu, chỉ còn lại án tiền và di ảnh cha già với ba nén hương trầm. Giờ nay chúng con mới hiểu thế nào là mức công lao biển tình nghĩa của cha đối với con mà chúng con đã quên hơi ấm tình người. Kính bạch chư tôn hiền đức, tuy chúng con không còn nhìn thấy được gương mặt của phụ thân với gương mặt hiền từ bao dung che chở, những hình ảnh đó chúng con mãi khắc ghi để ân hận lỗi lầm gây nên trong tim người. Nay nhân ngày chung thất cho hương phụ của chúng con là hương linh Lâm Hoàng Tâm, sinh năm Canh Tý, hưởng thọ 62 tuổi, mất ngày 25 tháng 8 năm Tân Sửu. Thân phụ chúng con đã đi về thế giới nào xa lạ hay phải phất đâu, bay theo lộng gió mây ngàn trong không gian vô tận, đã thảnh thơi nơi mà ảnh hay đang bị đọa đầy trong chốn khổ đau. Thế nhưng bằng vào niềm tin son sắc đối với ngôi Tam Bảo, sự trợ lực của mười phương thanh tịnh tăng già, với sức ai thần chú, nguyện nhiệm màu, thân tâm thanh tịnh đạo nghiệp cao siêu của chư tôn hiền đức, chúng con tin chắc rằng với năng lực ấy sẽ cảm thông qua muôn ngàn thế giới với muôn sức mạnh vô biên, khiến cho vong linh thân phụ chúng con chọn niềm hoan hỷ, chuyển biến nghiệp duyên tốt trái, quy hướng tam tôn, thượng thừa pháp lực và công đức gia trì mà được siêu sanh thoát hóa trên tinh thần hiếu đạo chân thành ý pháp như luật. Nhân lễ chung thức, chúng con thành tâm hiến lễ trai duyên tịnh tài phẩm vật kính dâng lên mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn hiền đức. Phẩm vật tuy đơn sơ đạm bạc, nhưng với tấm lòng chí thành chí kính, ngưỡng mộ trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng từ bi chứng minh nạp họ lễ vật uống báo đáp thâm ân trong môn một. Trước khi dứt lời, chúng con thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật, thì từ chứng minh gia hộ chư tôn hiền đức tăng pháp thể kinh an, chúng sanh di độ, mãi mãi là bậc thầy mô phạm hạ kính cho chúng con và tất cả chúng sanh nương nhờ công đức của quý ngài. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng kính đảnh lễ trên các hòa thượng chứng minh chư tôn thần tòa đại đức tăng. Vừa qua là đôi lời thắp pháp cúng dường để được trọn phần công đức và niệm hiếu đạo, chúng con thành kính nhất lễ thỉnh đức trưởng lão hòa thượng viện chủ chùa Phổ Thành đương vi chứng minh tại lễ hôm nay, ban đôi lời pháp nhũ để cho toàn thể gia đình tăng quyến được âm thêm công đức. A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh đức trưởng lão hòa thượng. Nam mô Vô Lan Nghiêm Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đà chứng minh. Chúng bạch chư tôn tịnh đức phạm sát tăng già chứng minh của buổi lễ trai đàn hôm nay. Kính thưa đại đức Thích Từ Liên, đại hướng đạo sư của gia đình Tam Môn Hương Hướng. Kính thưa phù hòa là hiền thế dưỡng thị thương tâm hiếu nam Lâm Hoàng Tuấn,
thiếu nữ và năm tăng thư. Tôi xin có đôi lời đạo hữu đối với gia đình Tam Mô quý quý nhân ngày lễ trung thất thiện nguyện trai tình hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đại diện, chúng ta đã thường nghe trong phụ tử tình thân chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng dạ thông minh, càng không số tận tình non tận hà hải thủy trang lệ tôn trạng. Thật vậy, trên cõi thế gian này chúng ta luôn luôn sanh lão bệnh tử, đó là vấn đề mà Đức Phật đã tìm được được của cha đời Tam Mô quý quý. Đó là cụ ông Lâm Hoàng Tâm sinh năm Canh Tý, đã từ tầm lúc 0:50 ngày 25 tháng 8 năm Tân Sửu hưởng thọ từ 62. Vừa qua chư tăng của chúng tôi đã được nghe lời văn pháp Phật của đại diện của một người con hướng về người cha hiền. Thật vậy, trên thế gian này không có cái tình thương nào bao la tuyệt diệu như tình thương của người cha này. Bởi vậy chúng ta phải có một cái bổn phận, một trách nhiệm là phải có hướng cho gia đình. Có nhiều khi người cha người mẹ phải lo âu phiền muộn lo lắng vì có những người con bất tư nghị gieo cho cha mẹ những nỗi lo âu câu chuyện vì không được thỏa mãn, hay vì vấn đề bị la rầy rẫy vỡ mắng, hay là chạy theo tiền tài danh vọng mà làm cho cha mẹ phải ưu phiền khổ não. Thế nhưng dù chúng ta cái gì đó là nước biển mênh mông không nó đầy đình mẻ mấy trời lồng lộng của vũ tính thân gia, dù cho vật đổi sao dời cũng không hết tình người thương con. Bởi vì từ vài tháng lúa mốn cho đến ngày các con thành nhóm quý nữ, đó là một chuỗi thời gian không gian mà cha mẹ thấy đau đớn phải lo cho các con khổ đau khổ đó. Thì cha mẹ cái niềm vui hạnh phúc nhất là được các con vâng lời và được các con cha mẹ đại tiền như Phật đại thế. Tất nhiên là chúng ta phải coi cha mẹ như một vị Phật tại nhà của chúng ta. Hôm nay với tinh thần hiếu đạo đó, quý vị được sự chỉ đạo giúp đỡ của đại đức Thích Trường Nguyên, cung thỉnh chư tôn thì Đức Phạm sát tăng già về đây tổ chức lễ kỳ siêu tụng kinh Địa Tạng, cũng như thiết lễ cha ni, hướng nguyện cho phép cúng dường của Đức Đại Hiếu một kiền linh tôn giả. Nguyện nhờ cái pháp màu này mà bà thánh đề của Đức Đại Hiếu một kiền liên được siêu sanh tịnh độ. Thì tôi đứng chắc rằng với tấm lòng hiếu tâm, hiếu đạo, hiếu nghĩa đó, thì cụ ông Lâm Hoàng Tâm cũng như là cụ Huyền Thất Tổ chư vị trong thân được siêu sanh tịnh độ. Tuy nhiên bên cạnh đó, các con các cháu còn một người mẹ là bà Nguyễn Thị Thu Tâm, một cái cổ thụ nó còn ở lại đây. Thì chúng ta phải cố gắng làm tròn nghĩa vụ bổn phận là cái hiếu thảo, phải dâng lời mẹ giúp đỡ mẹ, lo miếng cơm manh áo thuốc thang khi mẹ đau ốm, luôn luôn gieo cái sự vui vẻ hạnh phúc an lành cho cha mẹ. Các con phải đoàn kết, có như vậy thì chúng ta mới làm trọn vẹn được sự hiếu thảo của người cha người mẹ mà Đức Phật đã từng chỉ dạy. Giờ đây nó đang tràn trang nghiêm mà thanh tịnh, chúng kinh cung thỉnh với tôn thiền Đức Phật sát tăng già chúng ta hay nhập từ quy quán niệm danh hiệu của Đức Đại Hiếu một kiền liên Bồ Tát để chấp nhận buổi cúng dường hôm nay y như pháp như luật, để cho gia đình Nam Mô Huế Viên mình làm tròn phật pháp sự. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Hiếu một kiền liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu một kiền liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu một
Vì gia đình Nam Mô Nguyên Nguyên cái thành tâm lễ Phật, lễ Tổ, lễ Thánh cho được nhiều ơn duyên công đức. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Đại chứng minh. Rồi chư Tôn Hòa Thượng chứng minh, chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng từ bi chứng minh, nạp thọ cho rồi cũng ban cho toàn thể gia đình Tăng Quyến lời pháp ngũ hàng Tăng Quyến xin y giáo phụng hành và đầu thành lãnh lễ cúng dường. Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng và Tam Phật để buổi lễ cúng dường hôm nay thành tựu công đức. Trường thừa Phật lực tính pháp nghe kinh tóc sản nghe đồ và sanh tây phương
trường lái chi gánh. Phó nguyên gia đình hưởng thành thân quyến đoàn viên pháp giới nhân thiên tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Học nghệ linh sàng an thân từ tại hương linh an tọa dị hoàng hiếu chu các ác lệ tả Phật tam ma bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các tài chứng minh cung kính đảnh lễ trên đức trưởng lão hòa thượng chứng minh, chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng được sự thì cầu thỉnh của hàng tăng quyến, cung thỉnh chư tôn thành đức quan âm về đại tư gia để thiết lập đàn càn khai kinh trì kinh địa tạng cũng như thiết lập trai tăng cúng dường. Giờ đây đàn càn đã được viên mãn, pháp sự được châu long, con xin phép được thay lời cho đại đức Thích Từ Nguyên cũng như toàn thể gia đình tăng quyến thành tâm cảm niệm công đức của quý ngài. Vì quý ngài đốc tự uy nguyện chứng tích quan tâm về đại tư gia để chứng minh trai lễ ngày hôm nay, cũng xin nguyện cầu hồng an tam bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an chúng sanh bị độ. Và trong lúc hành lễ cũng như tiếp đón chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng không sao đến được những điều sơ thất, kính mong quý ngài từ bi hoan hỷ cho toàn thể gia đình đầu thành xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Tát Tài chứng minh. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.